sự thật về 12 loài rắn cực độc trên thế giới. Những loài rắn độc nhất trên thế giới vẫn luôn chứa đựng những điều thú vị. Những sự thật tưởng chừng như đơn giản, nhưng vô cùng hấp dẫn dưới đây về 12 loài rắn độc nhất trên thế giới này sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Vậy hôm nay, hãy cùng tìm hiểu với ký sinh não về những điều thú vị của những loài rắn độc trên thế giới qua video dưới đây nhé. 1. Rắn Taipan nội địa. Rắn Taipan nội địa còn có tên gọi khác là rắn dữ tợn và được mệnh danh là loài rắn cạn độc nhất thế giới. Một vết cắn của chúng có thể giết chết 100 người hay 250.000 con chuột. Theo nghiên cứu, một lượng rất nhỏ nọc độc của rắn dữ tợn độc gấp 10 lần vết cắn của rắn chuông và 50 lần so với vết cắn của rắn hổ mang. Một người trưởng thành sẽ thiệt mạng chỉ sau 45 phút kể từ khi bị cắn. 2. Rắn chuông. Rắn chuông là loài chỉ sinh sống tại khu vực châu Mỹ. Chúng được mệnh danh là loài rắn độc nhất Hoa Kỳ và có thể dễ dàng nhận biết bởi tiếng rung đuôi đặc trưng rất giống với tiếng chuông. Điều đặc biệt mà ít ai biết tới là rắn đuôi chuông chưa trưởng thành sẽ nguy hiểm hơn với những con đã trưởng thành rất nhiều do chúng không có khả năng kiểm soát lượng nọc độc tiêm vào kẻ thù. Khi con người bị cắn bởi rắn đuôi chuông, chất độc từ răng nanh của chúng sẽ ngấm vào vết thương, vào máu, làm phá vỡ tế bào thành mạch và gây ra hiện tượng chảy máu bên trong rất nguy hiểm. Trong một số trường hợp, vết cắn của loài rắn này có thể dẫn tới tử vong cho con người. 3. Rắn biển Belcher. Rắn biển Belcher là loài rắn độc nhất từng được biết đến trên thế giới. Một vài miligram nọc có sức mạnh đủ để giết 1.000 người. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1/4 trong tổng số các vết cắn của chúng là có nọc độc và chúng cũng khá hiền lành. Chúng sinh sống khắp các vùng biển Đông Nam Á và phía Bắc Australia. Thợ lặn, ngư dân thường là những nạn nhân của loài rắn này khi họ kéo lưới từ dưới đại dương lên. 4. Rắn độc Úc. Trong tiếng Anh, rắn độc Úc có tên là Death Adder. Đây là loài dã man nhất trong các loài rắn độc, bởi chúng thường săn lùng và giết chết những con rắn khác, kể cả những loài có trong danh sách này. Chúng cũng là loài tấn công con mồi nhanh nhất thế giới. Một vết cắn của rắn độc Úc sẽ gây bại liệt và có thể tử vong trong vòng 6 giờ do suy hô hấp. Các triệu chứng thường đạt mức cao nhất là trong vòng 24 đến 48 giờ. Tỷ lệ tử vong khi bị cắn là rất cao, tới 50%. 5. Rắn hổ lục. Rắn hổ lục có thể tìm thấy trên khắp thế giới. Tuy nhiên, hai loài độc nhất là rắn lục hoa cân và rắn lục chuỗi chủ yếu phân bố ở khu vực Trung Đông và Trung Á, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Rắn hổ lục thường khá nóng tính, thường hoạt động về đêm và sau những cơn mưa. Khi bị cắn, nọc độc sẽ gây ra những triệu chứng như đau, sưng, giảm huyết áp, nhịp tim, hoại tử và có thể gây tử vong do nhiễm khuẩn huyết. 6. Hổ mang Philippines. Hầu hết các loài hổ mang sẽ không thể lọt vào danh sách này. Tuy nhiên, hổ mang Philippines là một ngoại lệ. Nọc của chúng độc nhất trong các loài rắn hổ mang và có thể bắn xa tới 3 mét. Đây là một chất độc tác dụng chủ yếu tới thần kinh, gián đoạn việc truyền tín hiệu và ảnh hưởng tới các cơ. 7. Rắn hổ. Rắn hổ có thể dễ dàng tìm thấy ở Úc. Khác với các loài rắn khác, rắn hổ khá nhút nhát và thường bỏ chạy khi đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng sẽ điên lên nếu như bị dồn vào góc. Một vết cắn của rắn hổ sẽ gây đau ở chân và cổ, đổ mồ hôi, khó thở, tê liệt. Tỷ lệ tử vong khi bị cắn là rất cao, lên tới 60-70%. 8. Rắn độc đen châu Phi. Cơ thể rắn độc đen có màu xám nâu, nhưng bên trong khoang miệng lại có màu đen. Loài rắn này xuất hiện ở nhiều nơi trên lục địa đen. Rắn độc đen rất hung dữ và có tốc độ cắn rất nhanh, có thể đạt tới 20 km/h. Chúng cũng có thể cắn liên tiếp tới 12 lần. Một vết cắn của rắn độc đen có thể giết chết từ 10 đến 25 người lớn và thường tác động mạnh tới hệ thần kinh. Các triệu chứng khi bị cắn rất kinh khủng. Ban đầu là ngứa ran trong miệng cùng tứ chi, sau đó là lú lẫn, chảy nước bọt, co giật, hôn mê. Tỷ lệ tử vong khi bị cắn gần như là chắc chắn. 9. Rắn Taipan. Thường được tìm thấy tại Úc, rắn Taipan có độc rất độc.
đủ sức giết tới 12.000 con lợn. Độc của loài này ngăn chặn sự lưu thông máu ở động mạch và tĩnh mạch, đồng thời tác động tới thần kinh. Khi con người bị cắn, cái chết thường chỉ đến sau vài giờ. Nếu rắn Taipan bị cắn bởi đồng loại, chúng cũng sẽ chết. 10. Rắn cạp nong xanh. Rắn cạp nong xanh có thể được tìm thấy tại khắp Đông Nam Á. Không chỉ đối với con mồi, chúng còn sẵn sàng cắn chết và làm thịt cả đồng loại. Rắn cạp nong xanh thường hoạt động về đêm. Nọc của chúng độc gấp 15 lần rắn hổ mang, gây tê liệt cơ bắp, hệ thần kinh. Rất may là loài này khá nhút nhát và có xu hướng lẩn trốn hơn là tấn công. Vì vậy, các trường hợp bị rắn cắn là khá ít. 11. Rắn Eastern Brown. Đừng để vẻ bề ngoài vô hại của rắn Eastern Brown đánh lừa. 1/500g nọc độc của chúng cũng có thể giết chết một người trưởng thành. Đây là loài rắn phổ biến ở Australia, xếp loại cực độc thứ hai thế giới. May mắn là chúng cũng khá nhút nhát và thường rút lui khi nhận thấy đang gặp nguy hiểm. Khi trưởng thành, loài rắn này khác nhau về màu sắc. Bên cạnh màu nâu bóng, loài rắn này cũng có các màu sắc khác như vàng, xám đen. Rắn Eastern Brown ăn động vật có xương sống, chẳng hạn như ếch, thằn lằn, rắn, chim và các loài gặm nhấm. 12. Rắn hổ lục đầu giáo vàng óng. Đây là một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới. Chúng gây ra tới 90% các trường hợp tử vong liên quan đến rắn cắn ở Brazil. Chúng có cơ thể màu vàng nâu nhạt, phủ lên một loạt các vệt nhạt trên lưng hình tam giác hoặc tứ giác. Khi bị rắn cắn, nọc độc gây ra một loạt các triệu chứng như phù nề, đau cục bộ, buồn nôn, nôn mửa, tụ máu, nôn và tiểu ra máu, chảy máu trong ruột, suy thận, xuất huyết não và hoại tử cơ thể nặng nề. Hầu hết nọc độc của rắn phải mất rất nhiều thời gian để phát tác, đôi khi tới vài ngày. Điều này đồng nghĩa, vào thời điểm nọc rắn giết chết chim, chúng có thể đã di chuyển tới nơi khác. Vì vậy, các con rắn đã tiến hóa để có nọc độc vô cùng mạnh, có thể giết chết con mồi gần như ngay tức khắc. Đó là những sự thật thú vị về top 12 loài rắn cực độc trên thế giới. Rất mong qua video, các bạn sẽ có thêm kiến thức để tránh xa những loài này. Đừng để bị cắn dù chỉ là một lần nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy để lại một like cũng như chia sẻ video tới mọi người xung quanh. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Ký Sinh Não để cùng tiếp tục theo dõi những video thú vị và bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.